Thưa quý vị, Lão Tử, một triết gia Trung Hoa, đã từng gợi mở cho những ai mong muốn trở nên con người hữu ích và toàn thiện. Trước hết, người đó phải trở lại tình trạng trẻ thơ và chất phác ban đầu, phục quy ư anh nhi và phục quy ư pháp. Và trong nền tảng tu đức của người Kitô hữu, sám hối là khởi nguồn của sự nên thánh. Bởi lẽ, sám hối là sự nhận diện chính mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời quý vị cùng trải lòng với nhạc phẩm Giọt lệ ăn năn, một sáng tác của Giang Ân. Xin chào đón nam ca sĩ Gia Hiếu. Là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức mỗi một ngóng trông xin được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng chừng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá tôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về an vui nơi Chúa, lòng không heo úa. Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm uý an. Tình Chúa màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương.
xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương cho lòng người. Có Chúa Gia Hiếu, xin cảm ơn Vũ đoàn Trang Cảnh.